tại tiền sảnh nhà thờ. Đức Giám Mục sẽ ban lời huấn dụ cộng đoàn dân Chúa trước khi cắt băng thánh thành và cung hiến thánh đường này. Thầy, con giúp đỡ thầy là xin. Sống nhà bình an cuối trưa ở cùng tất cả anh chị em trong hội thánh người. Anh chị em thân mến, chúng ta như vừng tề tự tại nơi đây để liên thánh lễ cung hiến nhà thờ mới này. Chúng ta hãy sức sống tham dự các nghi lễ thánh, lắng tai nghe lời Chúa với đức tin, để khi được tái sinh từ một dòng nước rửa tội và được nuôi dưỡng bởi cùng một đàn ăn, cộng đoàn chúng ta lớn lên thành đền thờ thiên nhiên. Và khi tập hợp gần một đàn thờ, tâm hồn chúng ta được nâng cao nhờ tình yêu trên trời. Cắt băng thánh thành. Đức Giám Mục cắt băng thánh thành ngôi thánh đường mới. Từ nay ngôi nhà thờ này được chính thức đưa vào sử dụng trong những việc thuần túy tôn giáo. Chúng ta cùng vỗ tay chia sẻ niềm vui chung với cộng đoàn dân Chúa họ Đạo An Tùng. Trao chìa khóa nhà thờ. Một đại diện giáo dân sẽ dâng chìa khóa nhà thờ cho Đức Giám Mục. Và Đức Giám Mục sẽ trao cho cha sở để cha sở mở cửa nhà thờ cho giáo dân vào. Cử chỉ này nhằm nói lên rằng mọi nhà thờ trong giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Giám Mục. Các linh mục được mời gọi chia sẻ trách nhiệm với Đức Giám Mục tại những nhà thờ các ngài được phái đến. Giờ đây, Đức Giám Mục mời gọi mọi người tiến vào nhà thờ. Anh chị em hãy vào cửa nhà Chúa đến lòng quốc tụng và đi nhờ nhà người với những bài thánh thi. Đi đầu là thánh giá, kế đến là Đức Giám Mục chủ tế, rồi đến các linh mục được mời gọi xin dầu, tiếp đến là đoàn đồng tế và sau cùng là cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta về nhà Thiên Chúa, cho
xây cất như một thành đô, mọi phần liên kết bền vững. Nơi đây các chi họ tiếng dâng lên lời ca. Xin kính mời Đức Cha, quý cha và cộng đoàn an tọa. Sau đây, một đại diện họ đạo sẽ trình bày đôi nét về lịch sử họ đạo An Bình và quá trình xây dựng ngôi thánh đường mới này. Trọng kính Đức Cha Emmanuel. Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách và cộng đoàn dân Chúa. Như chính tên gọi của họ đạo An Bình, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha và tất cả cộng đoàn lời chào kính chúc an bình trong Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, tại thời điểm hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2007, người lớn tuổi nhất của họ đạo là bà Clara Dương Thụy Nguyện, 94 tuổi, và không còn nhớ họ đạo được thành lập năm nào. Còn trong kỷ yếu kỷ niệm 15 năm thành lập địa phận Cần Thơ, trong phần tiểu sử các họ đạo chỉ ghi lại họ đạo Rau Răm là một họ đạo nhánh của họ đạo Chánh Tòa. Bà Clara Dương Thị Nguyện được rửa tội ngày 10 tháng 7 năm 1914 tại họ đạo Chánh Tòa. Chỉ nhớ lại, lúc bà 15 tuổi, có cha Lara Bia, cha sở họ đạo Chánh Tòa, từ năm 1916 đến năm 1937 có vào thăm họ đạo, nên tính đến nay họ đạo An Bình đã trên 100 năm thành lập. Kính thưa cộng đoàn, lúc trước họ đạo An Bình được gọi là Rau Răm vì nằm cạnh rạch Rau Răm, nhưng trong sổ thêm sức của họ đạo, Đức cha Giacobbe Nguyễn Ngọc Quang ghi là họ đạo An Bình. Và từ ngày 15 tháng 11 năm 2002, Đức cha Emmanuel đã đồng ý gọi tên chính thức của họ đạo Rau Răm là An Bình. Họ đạo An Bình nằm trên lộ Vòng Cung, một thí điểm truyền giáo thuộc vùng ven của thành phố Cần Thơ cũ. Nay thành phố được nâng cấp trực thuộc trung ương. Họ đạo An Bình nằm trên đường 923, khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Họ đạo An Bình chúng con là một họ đạo nhỏ, nhưng quy tụ nhiều bà con ở các nơi đến sinh hoạt tôn giáo. Ngoài giáo dân ở phường An Bình, còn có giáo dân ở phường Long Tuyền và các xã Mỹ Khánh, Nhân Ái, Nhân Nghĩa, Tân Thới, thị trấn Phong Điền. Hiện tại, họ đạo An Bình có một linh mục phụ trách, có 4 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ và 604 giáo dân. Người lớn tuổi nhất trong họ đạo là 94 tuổi và trẻ nhỏ nhất mới được rửa tội ngày 18 tháng 11 năm 2007. Họ đạo An Bình lần lượt được các linh mục phụ trách khi chủng viện rời về Cái Răng, gồm có quý cha, cha Vincente Nguyễn Văn Trung, từ tháng 7 năm 1962
đến tháng 9 năm 1969. Cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Thục từ tháng 9 năm 1969 đến tháng 12 năm 1972. Cha Augustino Nguyễn Huy Tưởng từ tháng 1 năm 1973 đến tháng 4 năm 1975. Cha Domenico Cao Quang Ngoạn từ tháng 5 1975 đến tháng 2 năm 1981. Cha Phêrô Nguyễn Thành Chất từ tháng 3 năm 1981 đến tháng 6 năm 1991. Cha Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 9 năm 1995. Cha Phêrô Trường Điệu từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 9 năm 1997. Cha Rabien Văn Công Phong ngày ở thường xuyên tại Hạo Đạo từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 3 năm 2002. Và cha Martino Nguyễn Ngọc Tỏ từ tháng 3 năm 2002 đến nay. Sau khi lãnh trách nhiệm họ đạo vì thấy cơ sở vật chất xuống cấp và chưa có quy củ, nên linh mục chánh sở cha Martino Nguyễn Ngọc Tỏ sau khi tham khảo ý kiến của hội đồng giáo xứ, những vị cố vấn và giáo dân đã xin phép và được sự đồng ý của Đức Giám mục Emmanuel ngày 6 tháng 7 năm 2003. Từ đó, Ngài đã ra sức chỉnh trang lại toàn bộ khu vực nhà thờ an bình cho nhu cầu sinh hoạt của họ đạo với các việc chính như sau. Một là xây dựng lại nhà thờ đã xây dựng hơn 30 năm đang xuống cấp trầm trọng. Hai là nhà quý gì lại ở chung với các lớp mầm non nên phải di dời. Ba, nhà xứ đang bị mối mọt làm hư hại, cần phải làm lại. Với một thời gian chuẩn bị và sau 4 tháng thi công, nhà quý gì của chúng con đã được khởi công vào ngày 28 tháng 8 năm 2003 và được làm phép nhà vào cuối tháng 11 năm 2003. Kính thưa cộng đoàn, bắt tay vào việc xây dựng thánh đường với ý thức nhà thờ là trái tim của người tín hữu, là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ nhau và tìm gặp chính bản thân mình. Nhà thờ là nơi Kitô hữu gặp gỡ nhau dưới mái nhà chung để cùng nhau hiến lễ tạ ơn với Chúa Giêsu, tham dự các bí tích, các sinh hoạt họ đạo và để cùng đối diện với Thiên Chúa giàu lòng thương xót và nhận ra thân phận con người với những ưu điểm, những thành công và cả những bất toàn yếu đuối. Sau khi được giấy phép xây dựng số 119 trên RBSXJ ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, họ đạo chúng con đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ an bình ngày 11 tháng 3 năm 2005 dưới sự chủ lễ của Đức Cha Stefano Tri Biểu Thiên, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ. Và hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2007, với điều tốt lành Thiên Chúa đã khởi sự, họ đạo an bình tổ chức lễ cung hiến và khánh thành ngôi nhà thờ với sự chủ lễ của Đức Cha Emmanuel, Giám mục Giáo phận, là người cha chung của địa phận, đã ban phép, chúc lành, giới thiệu và động viên rất nhiều lần cho chúng con. Xin Thiên Chúa ban dồi dào sức khỏe và may lành cho Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách cùng tất cả quý ân nhân xa gần hiện diện cũng như vắng mặt hôm nay,
để lời cầu nguyện, công khó và những tấm lòng vàng, công cuộc xây dựng nhà thờ an bình được tiến triển tốt đẹp. Xin đặt tất cả vào bàn tay Chúa như một của lễ hiến dâng. Chúng con cũng xin đặc biệt cảm ơn cha sở chúng con, cha Martino và những giáo dân, những người đã góp tay, góp công sức và tiền của trong những tháng ngày vừa qua để dâng lên Thiên Chúa, và đồng thời để mừng ngân khánh linh mục của cha sở chúng con năm nay. Chúng con cũng xin được chia vui với những đôi hôn phối. Đôi hôn phối 25 năm, Đinh Văn Danh và Veronica Huỳnh Thị Hồng Xuân, Phêrô Bùi Văn Trường và Anna Lư Loan Hương, Phaolô Nguyễn Văn Phương và Maria Phan Thị Kim Chi, Vincente Đinh Bá Tiến và Teresa Vũ Thị Cúc, Gioan Bautista Nguyễn Văn Thành và Maria Nguyễn Thị Phia, những đôi hôn phối 20 năm, Jacobe Lương Hồng Thanh và Cecilia Trần Thị Bạch, Gioan Bautista Đỗ Hùng Cường và Maria Chu Thị Thanh Huệ. Đôi hôn phối 15 năm, Bartolomeo Võ Thanh Phong và Maria Bùi Thị Yến Nga. Đôi hôn phối 10 năm, Gioan Bautista Nguyễn Trí Tri và Anna Lương Thị Bạch Tuyết. Kính thưa cộng đoàn, một lần nữa chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách và cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin kính dâng tâm tình tri ân. Làm phép và rảy nước thánh. Giờ đây Đức Giám Mục làm phép nước thánh để rảy trên dân Chúa, trên tường nhà thờ và bàn thờ. Nước rảy trên dân Chúa là dấu chỉ sám hối và nhắc chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội. Bí tích đã làm cho chúng ta trở nên Kitô hữu và trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Rảy nước trên tường nhà thờ và bàn thờ là dấu hiệu của sự thanh tẩy, từ đây được trở nên trong sạch để dâng hiến cho Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ tổng thể cúng hiến ngôi nhà này, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta khấn làm phép nước này để rảy trên chúng ta làm dấu chỉ thông hối và nhắc lại bí tích rửa tội và cũng thanh tẩy tường mới và bàn thờ mới. Tuy nhiên, chính Chúa mới là đứng dùng ơn của người mà giúp chúng ta ngoan ngoãn vâng theo Thánh Thần đã nhận được mà sống trung thành trong hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa tha thiết yêu thương loài người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha mà còn vũ lòng thương, lấy xương xa bác ái, rửa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng dẫn đưa họ về với Đức Kitô thủ lãnh. Quả thế, vì lòng thương, Chúa đã quyết định những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô và được trỗi dậy trong sạch, trở nên chi thể của người và cùng người thừa kế phần thưởng đời đời. Vì xin Chúa ban phúc lành thánh hóa nước này để khi rảy trên chúng con và các tường của nhà thờ này, nước ấy trở nên dấu chỉ thứ nước thanh tẩy cứu rỗi để gội rửa chúng con trong Chúa Kitô
làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Xin Chúa thương ban cho chúng con và mọi anh chị em sẽ cử hành mầu nhiệm thánh trong nhà thờ này được đạt tới Jerusalem trên trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đến ngự trong nhà cầu nguyện này và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Người. Amen. Nhìn dần Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con đã là Chúa vì vinh quang.
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ hồng ân xuống thánh đường này, xin ban ơn trợ giúp mọi người kêu cầu thánh danh Chúa, để tại nơi đây sức mạnh lời Chúa và các bí tích làm cho tâm hồn tín hữu được vững vàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Phụng vụ lời Chúa. Đến đây là phần phụng vụ lời Chúa. Các đọc viên và ca viên Thánh Vịnh mang sách thánh đến trước mặt Đức Giám Mục. Đức Giám Mục nhận lấy sách thánh, giơ cao cho cộng đoàn thấy và nói lên lời nguyện ước. Cuối lời nguyện ước, mời cộng đoàn thưa Amen. Xin cho lời Chúa hằng vang lên trong sách trong nhà này, để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm Chúa Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em ở trong hội thánh. Amen. Bài đọc thứ nhất, Nehemia tả lại quang cảnh dân Israel tụ họp quanh tư tế Ezra để chúc tụng Thiên Chúa và nghe sách luật. Đây là một buổi lễ nhắc lại cho dân lời giao ước của Thiên Chúa. Toàn dân nghe vị tư tế giải thích luật và họ nhất trí đồng thanh đáp lại Amen, rồi họ cúi mình xuống đất mà thờ lạy Thiên Chúa. Bài trích sách Nehemia. Bấy giờ muôn người như một tụ họp ở quảng trường trước cửa nước. Họ xin ông Isra là kinh sư đem sách luật Mô-xê ra. Đó là luật Đức Chúa đã truyền cho Israel. Hôm ấy là ngày mồng một tháng thứ bảy, ông Isra cũng là tư tế đem sách luật ra trước mặt cộng đoàn gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa nước, đọc sách luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa và toàn dân lắng tai nghe sách luật. Kinh sư Isra đứng lên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Ông Isra mở sách ra trước mặt toàn dân. Vì ông đứng cao hơn mọi người, khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. Bấy giờ ông Isra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng Amen, Amen, rồi họ sắp mặt sát đất mà thờ lại Đức Chúa.
ông Ezra và các thầy Lê Vi đọc rõ ràng và giải thích sách luật của Thiên Chúa. Nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Đó là lời Chúa. Thank you.
thứ hai, Thánh Phaolô gửi thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô đã nhắc nhở các tín hữu của ngài hãy nhớ đến mọi một nguyên lý căn bản: Đức Kitô chính là nền móng của mọi công trình. Đồng thời, ngài cũng cho họ thấy mọi người là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần hằng ngự trong đền thờ đó. Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em là tòa nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi như một kiến trúc sư lành nghề đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mọi người hãy xem coi mình xây lên thế nào, vì chưng không có ai có thể xây được nền tảng khác ngoài nền tảng đã được xây dựng là Đức Giêsu Kitô. Nếu có ai dùng vàng bạc, đá quý, ván gỗ, cỏ cây, gươm gạ mà xây cất trên nền tảng đó, thì công trình của mọi người sẽ được tỏ hiện. Thật vậy, ngày của Thiên Chúa sẽ bày ra tất cả, vì nó được mặc khải trong lửa, và chính lửa này sẽ thử nghiệm trong công trình của mọi người. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm đến đền thờ của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy. Đó là lời Chúa. Trong bài Tin Mừng, Thánh Luca diễn tả nỗi vui mừng nồng nhiệt của Gia-kêu khi đón tiếp Chúa Giê-xu vào nhà ông. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu đã đem đến cho Gia-kêu một sự giao hòa với Thiên Chúa và với anh em mình. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giê-xu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.
đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi để lắng nghe lời giáo huấn của Đức Giám mục Giáo phận, đấng kế vị các tông đồ. Thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em, bài phúc âm chúng ta vừa nghe đọc là một bài phúc âm rất quen thuộc. Chúa đến thăm viếng nhà ông Cai ông Gia Triêu là một người tội lỗi, và vì có sự hiện diện của Chúa cho nên Chúa lại làm cho ông Gia Kiêu trở về với Chúa, từ bỏ tội lỗi. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta họp lại đây để cung hiến nhà thờ này, có nghĩa là chúng ta biết nhà này trở thành nhà của Chúa và cái nơi để người Công giáo họp nhau thờ lại Chúa, đồng thời cũng ý thức cái trách nhiệm của mình đối với những anh chị em, chẳng những là cùng một đạo với mình mà cả những người bên lương chưa biết Chúa. Trước tiên, nhà thờ là cái nhà để cho tất cả những người tin Chúa hợp lại làm thành một hội thánh của Chúa. Nói hội thánh của Chúa có lẽ có nghĩa là trước tiên là những người ở trong cái hội đó tin Chúa là cha của mình. Chúa luôn săn sóc hướng dẫn mình, vì thế những người tin Chúa thì phải sẵn sàng nghe tiếng Chúa và phải vâng giữ những điều Chúa dạy. Và Chúa dạy thì rất nhiều điều, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ tóm gọn lại có hai điều quan trọng là mến Chúa và yêu người. Mến Chúa nghĩa là mình tin Chúa là đứng sinh dựng nên mình, là có thể nói được là đại ân nhân của mình. Vì thế mình phải biết ơn Chúa và sẵn sàng nghe những điều Chúa dạy để thực hành theo ý của Chúa. Và Chúa dạy chúng ta thì rất nhiều điều, nhưng Chúa Giêsu thì tóm gọn lại chỉ có hai điều là mến Chúa và yêu người. Cho nên á, người Công giáo của chúng ta phải giữ cái điều răn quan trọng đó là mến Chúa. Mến Chúa có nghĩa là tin Chúa là đứng sinh dựng nên mình, tin Chúa là đứng luôn ở với mình để lo lắng cho mình được sống. Vì thế mà phải nhìn nhận Thiên Chúa là đứng cao trọng, là đại ân nhân của mình. Và mình phải luôn ý thức những công ơn của Chúa để rồi mình đáp lại những gì Chúa dạy phải làm. Và Chúa dạy thì rất nhiều điều, tóm lại ở trong 10 điều răn. Và cái 10 điều răn đó, đó thì Chúa Giêsu lại còn tóm gọn hơn nữa, chỉ có hai điều quan trọng là mến Chúa và yêu người. Vì thế người Công giáo của chúng ta suốt đời mình thì cố gắng
thực hiện hai cái điều răn trọng nhất của Chúa, tức là yêu mến Thiên Chúa, rồi sau đó rồi yêu mến anh em như chính mình. Yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta biết Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, và Chúa có những điều răn mà chúng ta luôn nhớ đến những điều răn đó để thực hiện trong cuộc đời của mình. Yêu mến Chúa thì người Công giáo chúng ta thấy có cái nhiệm vụ phải tưởng nhớ đến Chúa, và chúng ta có cái thói quen hàng ngày mỗi tối trước khi đi ngủ, cả gia đình chúng ta họp nhau lại để nói là đọc kinh hôm, nhưng mà để tôn thờ Chúa, để ý thức rằng mình là con cái của Chúa, và cái mạng sống của mình hiện có ở đây cũng là do Chúa ban, để rồi cảm tạ Chúa, tôn thờ Chúa. Rồi chúng ta là người Công giáo, chẳng những là tin Chúa, nhưng mà cũng ý thức cái trách nhiệm của mình đối với những người chung quanh mình. Và Chúa Giêsu đã dạy á, phải yêu mến mọi người như chính mình. Và yêu mến á, thì có thể trước tiên đó là sẵn sàng giúp đỡ những người khác về nhiều phương diện, chứ không phải là chỉ có vấn đề tiền bạc thì mới giúp đỡ người ta được, mà nhiều cách. Yêu mến như người khác và sẵn sàng tha thứ những cái điều như người khác xúc phạm đến mình, và chỉ phải làm những điều đó thì mới thật sự giữ điều răn Chúa dạy, yêu mến mọi người. Hôm nay chúng ta xây dựng nhà thờ mới, là cái nơi mà người Công giáo ở trong hòa đạo này sẽ tập hợp lại làm việc tôn thờ Chúa, đồng thời cũng là cái nơi để làm cho những người Công giáo ý thức cái trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh, những người có đạo tin Chúa. Và ở đây là một hòa đạo nhỏ, cho nên đại đa số những người xung quanh đều là những người lương, và người Công giáo thì có trách nhiệm yêu mến cả những người bên lương đó, và làm thế nào để cho những người bên lương đó thấy được tình thương của Chúa đối với họ, để rồi lần lần họ cũng trở về với Chúa. Thưa anh chị em, xây các nhà thờ là một cái công trình lớn lao, đòi hỏi nhiều suy nghĩ, nhiều cố gắng và nhiều tiền. Họ đạo anh chị em ở đây là một họ đạo nhỏ, nhưng mà anh chị em xây cất được một nhà thờ tương đối là khang trang, rộng rãi, và tất cả mọi người đến đây đều nghĩ rằng chắc là có rất nhiều người đóng góp vào cái công trình này. Và sở dĩ có khi những người không có biết anh chị em họ đạo này, nhưng mà họ sẵn sàng đóng góp để cho cha sở anh chị em cùng với bà con trong họ đạo xây dựng họ đạo này, xây dựng nhà thờ này, là vì họ ý thức rằng họ là con cái của Chúa, họ phải tôn thờ Chúa, và họ cũng muốn cho những anh chị em ở tại đây sẵn sàng tôn thờ Chúa, hàng ngày gặp gỡ nhau để làm việc tôn thờ Chúa, đồng thời qua sự giúp đỡ nhau để ý thức cái trách nhiệm của mình đối với người xung quanh, nhất là những người bên lương, bởi vì đây là họ đạo nhỏ cho nên số người bên lương xung quanh rất là đông. Vì thế hôm nay chúng ta họp nhau lại để cung hiến nhà thờ này. Cung hiến có nghĩa là mình dâng nhà thờ này cho Chúa.
thì anh chị em ý thức rằng mình có cái trách nhiệm phải tôn thờ Chúa, cho nên quyết tâm sẽ siêng năng đến nhà thờ này nhiều hơn để làm việc tôn thờ Chúa. Đồng thời cũng là cái nơi để cho chúng ta cũng ý thức rằng cái số người Công giáo ở tại đây chỉ là nhỏ bé thôi, còn đại đa số người Minh Lương, cho nên mỗi lần đến đây tôn thờ Chúa thì cũng nhớ đến bao nhiêu người xung quanh chưa biết Chúa, để rồi qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua sự hy sinh của chúng ta, qua sự tiếp xúc của chúng ta, và nhất là với ơn Chúa, thì số người tin Chúa ở xung quanh đây sẽ tăng thêm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, và xin Chúa nâng đỡ anh chị em để anh chị em làm tròn nhiệm vụ của người Công giáo ở đây. Amen. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng để tuyên xưng đức tin qua lời kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, cung hiến và sức dầu. Sau đây là nghi thức cung hiến nhà thờ. Trước hết, Đức Giám mục kêu mời cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của các thánh.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đứng làm cho lòng các tín hữu nên đền thờ thiêng liêng của Người. Xin Người kết hợp lời kêu cầu của chúng ta vào lời kinh cầu bào huynh đệ của các thánh. Đức Kitô con Thiên Chúa.
Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng. Giờ đây, một mình Đức Giám Mục đứng lên và giang tay đọc lời nguyện. Lạy Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, xin Chúa đoái thương nhận lời cầu khẩn của chúng con, để ngôi nhà này được cung hiến cho danh Thánh Chúa, trở nên ngôi nhà của ơn cứu độ và của ân sủng, hầu cho dân Kitô giáo khi hợp nhau làm một tại đây, biết tôn thờ Chúa trong tinh thần và chân lý, và biết xây dựng chính mình trong đức ái. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lời nguyện cung hiến. Giờ đây đã tới phần quan trọng nhất trong nghi thức cung hiến. Trước tiên, Đức Giám Mục đọc lời nguyện cung hiến nhà thờ. Lạy Chúa là Đấng Thánh Hóa và cai quản hội Thánh Chúa, chúng con phải hoan hỷ tung hô danh Chúa, vì hôm nay dân tín hữu muốn cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi nhà cầu nguyện này cho Chúa một cách vĩnh viễn, để nơi đây họ thờ phượng Chúa cách sốt sắng, lắng nghe lời Chúa dạy bảo và được nuôi dưỡng bằng các bí tích. Ngôi nhà này biểu hiện mầu nhiệm hội thánh mà Đức Kitô đã thánh hóa bằng máu người để phô bày trước mặt mình một hội thánh là hiền thê vinh hiển, là trinh nữ trỗi trang về đức tin nguyên tuyền, là hiền mẫu phong phú nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Hội thánh đó thật là thánh thiện, là cây nho mà Chúa đã lựa chọn, với cành lá vươn ra che khắp mặt đất, và nhờ cây gỗ thập giá chống đỡ đã đâm chồi vươn lên đến tận nước trời. Hội thánh đó thật là diễm phúc, là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, là đền thờ thánh thiện xây lên bằng đá sống động, tựa trên nền tảng các tông đồ, và có Đức Giêsu Kitô là đá gốc tường. Hội thánh đó thật là cao cả, là thành trì dựng trên đỉnh núi, hết thảy đều nhìn thấy, mọi người đều trông rõ. Nơi ấy ngọn đèn của chiên con liên lỉ chiếu sáng và vang dội lời ca tri ân của các thánh. Vì thế, lạy Chúa, chúng con này xin Chúa đoái thương đổ xuống trên nhà thờ và bàn thờ này trang hòa ơn thánh bởi trời, để nhà này luôn luôn là nơi thánh, và để bàn này hằng dọn sẵn hy tế của Đức Kitô đến muôn đời. Lạy Cha, xin cho nơi đây có sóng nước ơn thánh chôn vùi tội lỗi loài người, để con cái Cha nhờ chết đi cho tội lỗi được tái sinh vào sự sống trên trời. Xin cho nơi đây các tín hữu Cha biết đến quanh bàn thờ cử hành cuộc tưởng niệm lễ vượt qua và được bổ dưỡng nhờ bàn tiệc lời Đức Kitô và mình thánh của Người. Xin cho nơi đây vang lên lời ca ngợi hân hoan và âm thanh loài người với những lời ca của các thiên thần, và liên lỉ bay lên tới Cha lời nguyện cầu cho phần rỗi thế gian. Xin cho nơi đây kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người bị áp bức đạt được tự do chân thật, và mọi người được mặc phẩm giá của con cái Cha, cho đến ngày họ sung sướng đạt tới Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Mời cộng đoàn đứng. Sức dầu bàn thờ và các tường nhà thờ. Đức Giám Mục sẽ sức dầu bàn thờ nơi cử hành các mầu nhiệm thánh. Sau khi Đức Giám Mục sức dầu bàn thờ, Ngài ủy thác cho 4 linh mục sức dầu các tường nhà thờ. Xin Chúa dùng quyền năng của Người thánh hóa bàn thờ và nhà thờ này khi chúng con theo nhiệm vụ mà sức dầu, để nhờ một dấu hiệu hữu hình chúng con diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh Người. Song hương bàn thờ và nhà thờ. Đến phần song hương bàn thờ và nhà thờ, một hỏa lò được đặt trên bàn thờ để Đức Giám Mục bỏ hương vào và làm phép. Sau đó Ngài sẽ song hương bàn thờ. Xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước tôn nhang Chúa, và như nhà này đầy mùi thơm dịu thế nào thì xin cho Hội Thánh Chúa cũng tỏa lan hương thơm Đức Kitô như vậy. Yeah.
Chúa ơi, bên vực con luôn, khỏi những quân gian thù hằng mưu ác hại con. Cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm màu. Lên tới thiên đường nhiệm màu. Thiên hạ là như cánh ta trong nhà người ngày đêm suốt đời con. Lời cầu như trầm hương dâng, ơn thánh Chúa dạt dào dìu con lên tới đỉnh cao. Quân gian thù hằng mưu ác hại con. Cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao. Sáng bàn thờ và nhà thờ. Giờ đây Đức Giám Mục trao cho cha sở cây nến cháy sáng để ngài cùng với một số cha thắp nến ở bàn thờ và trong nhà thờ. Nến sáng nhắc nhớ Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, và giáo hội cũng phải trở nên giống Chúa Kitô. Xin ánh sáng Chúa Kitô cháy sáng lên trong hội thánh để muôn dân được đầy chân lý. Thank you.
trên trần gian ngọn lửa hồng từ ngàn đời để tình yêu Chúa cháy lên đốt lòng mọi người. Dâng tiếng lên Chúa Trời đầy bánh thơm rượu nồng, cùng dâng là dâng lên Chúa, cho tình là tình ta ơn. Trên đời cánh tay luôn hứa nâng đỡ chỉ ngàn năm Chúa ban cho yêu thương ngàn năm xin cả bài chỉ ơn trên đời cánh tay luôn đỡ nâng đỡ chỉ ngàn năm Chúa vẫn tròn yêu thương ngàn năm xin cả bài chỉ ơn anh chị em ấy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con đang vui mừng sum họp trong nhà này, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng và xin cho lễ tế chúng con sắp cử hành đem lại ơn cứu độ muôn đời cho dân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Khi nâng tâm hồn lên, khi ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã biến toàn thể vũ trụ thành đền thờ chiếu tỏa vinh quang Cha, để danh Cha được tôn vinh khắp nơi. Nhưng Cha cũng muốn có những nơi xứng đáng được thánh hiến cho Cha để cử hành những mầu nhiệm cao cả. Chúng con vui mừng cung hiến cho Cha là Đấng Uy Linh nhà cầu nguyện này do công lao con người xây cất. Nhà này tượng trưng cho đền thờ đích thực là hình ảnh tiên báo Jerusalem trên trời. Quả thật, Cha đã biến thân xác người con của Cha được Đức Trinh Nữ Diệu Hiền sinh hạ thành đền thờ cung hiến cho Cha. Nơi đây thần tính viên mãn hiện diện, Cha đã thiết lập giáo hội là thành thánh, có các tông đồ làm nền tảng và chính Đức Giêsu Kitô là đá gốc tường. Giáo hội này cần được xây dựng bằng những viên đá do Thiên Chúa tuyển chọn, do Chúa Thánh Thần tác sinh và liên kết với nhau nhờ đức ái. Trong đó Cha có toàn quyền trên mọi loài luôn luôn mãi,
và ánh sáng Đức Kitô sẽ chiếu tỏa không ngừng. Nhờ người lạy Cha cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng: Thánh 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 Chúa là Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh qua nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con ấy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được sinh đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Emmanuel và Stefano chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
dâng lên Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, cứu Cha đi đến, đi Cha về, như là đang cũng như thế. Xin Cha sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. An của Chúa hằng ở cùng anh chị em và anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa lưu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ hành. Chúng con sống lại. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho.
con chết mỗi ngày với Ngài cho ngàn tội lỗi. Con sống cho Ngài từ đây trong cuộc đời mới. Từ đây con xin Chúa là chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của Chúa. Nhờ đó chúng con sẽ hăm hở đến đây thờ phượng Chúa và mai kia được cùng thần thánh chiêm ngưỡng tôn nhan đến muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin kính mời Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn an tọa. Sau đây, thay mặt họ đạo, cha sở có đôi lời cảm tạ. Trọng kính Đức Cha Emmanuel, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa. Trong ngày vui trọng đại của hòa đạo An Bình hôm nay, ngày cung hiến và khánh thành nhà thờ, toàn thể cộng đồng dân Chúa hòa đạo An Bình đang hiện diện hay vắng mặt trong thánh lễ hôm nay cùng dâng lên Thiên Chúa và chư thần thánh trên trời câu kinh: đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Ghi ơn giáo phẩm, giáo sĩ và tu sĩ. Hai hình ảnh trong tin mừng làm họ đạo An Bình chúng con rất xúc động khi hướng về nhìn giáo hội, nhất là trong ngày cung hiến và khánh thành nhà thờ. Chủ chăn lo cho đàn chiên, từng con chiên một, trong ràng cũng như ngoài bầy, chăm sóc và bảo vệ đến mức độ có thể hy sinh tất cả vì đoàn chiên. Lúa chín đầy đồng và thợ gặt thì ít, lực bất tòng tâm. Họ đạo An Bình chúng con ghi khắc công ơn cao quý của Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Họ đạo An Bình ghi khắc sự yêu thương này như tấm lòng của vị mục tử dành cho đoàn chiên nhỏ bé, như tấm lòng của những người thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Xin cho phép họ đạo An Bình chúng con được ghi khắc cách đặc biệt đối với Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt hơn hai Đức Cha Emmanuel và Jacobe, giáo phận Cần Thơ, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hương Hóa, và các anh em linh mục lớp Phan Xin Đại Chủng Viện Thánh Quy. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Còn là đối với các họ đạo, anh em như thể chân tay. Anh em chỉ có một người cha trên trời, còn tất cả đều là anh em. Nhìn hình ảnh tốt đẹp này, họ đạo An Bình chúng con cảm nghiệm rất sâu sắc về tinh thần cũng như vật chất trong 2 năm 8 tháng qua, cũng như hôm nay trong khi xây dựng và cung hiến thánh đường dành cho việc thờ phượng. Quý giáo xứ, quý giáo dân trong các họ đạo
ở giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, giáo phận Xuân Lộc, giáo phận Bà Rịa, giáo phận Quy Nhơn và đặc biệt hơn là giáo phận Cần Thơ. Thành đặc biệt trong thành phố Cần Thơ, ở trong nước cũng như ngoài nước, mang đến tận nơi hay qua đường bưu điện những món quà họ đạo an bình chúng con đang mong đợi như đất hạn mong mưa. Chúng tôi xin ghi ơn các tôn giáo bạn. Tất cả mọi người đều là anh em với nhau, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Đây là hướng sống đạo của giáo lý Đức Kitô và của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đạo An Bình đã làm gì để nhận được sự đồng cảm của các tôn giáo bạn đã dành cho hội đạo trong việc xây dựng ngôi thánh đường vật chất này? Sự hiện diện của các vị chức sắc và những món quà góp phần xây dựng ngôi nhà thờ làm cho mọi người phải suy nghĩ, chúng ta phải sống thế nào trên một Á Châu nơi mà có các vị sáng lập các tôn giáo lớn là người Á Châu, trên một đất nước mà người Kitô hữu chiếm một tỷ lệ khiêm tốn so với dân số, và riêng tại hội đạo An Bình chưa đầy 1% trong xã, trong phường An Bình. Thế mà không những các vị lãnh đạo các tôn giáo dành tinh thần vật chất thăm hỏi giúp đỡ hội đạo An Bình, mà còn có sự phát tâm của các Phật tử tín hữu tôn giáo bạn. Sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ hôm nay một lần nữa nói lên điều đó. Xin cảm ơn. Đặc biệt đối với chính quyền, giáo hội nói chung và hội đạo An Bình nói riêng là một tổ chức trần thế không có lãnh thổ, biên giới, vương quốc như các tổ chức xã hội khác. Trước khi là người Công giáo, tôi đã là người Việt Nam. Đất nước này là lòng mẹ đã cưu mang tôi. Hội đạo An Bình đã sống trong tình thương của cộng đồng dân tộc. Nếu mỗi người con không thể nào diễn tả và hiểu biết hết lòng thương yêu của cha mẹ dành cho con cái, thì hôm nay hội đạo An Bình chúng tôi cũng nói lên điều đó. Xin hết lòng cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo một thuận lợi. Và cuối cùng xin nói riêng với giáo dân hội đạo An Bình. 2 năm 8 tháng trôi qua, trong xây dựng có lúc tưởng chừng như không thể có được ngôi nhà thờ như hôm nay. Vì thế chúng ta chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Tôi rất xúc động khi biết anh chị em cũng có những thao thức như tôi trong việc xây dựng ngôi thánh đường này. Có vị đã ra đi, đã lìa xa chúng ta, rất mong được thấy ngôi thánh đường mà chúng ta đang thấy hôm nay. Dù nó không phải là công trình to lớn, nhưng ngoài khả năng của chúng ta, tôi rất xúc động khi nhận được những đồng tiền từ những hy sinh của anh chị em do lao động chân chính, nhất là những đồng tiền của bà cụ bán từ ngải chuối. Của em bé bán đi con gà yêu thương, của những thầy cô giáo tích lũy hàng tuần, của tiền quỹ hàng quý của các cá đoàn. Có vị cũng đã tự nguyện dâng cúng hàng chục triệu dành cho hội đạo, trong khi ngôi nhà của họ cần để làm đẹp hơn. Trong ngày hôm nay tôi không chủ ý nói lên lời cảm ơn, không nói lên lời cảm ơn ông bạn chị em, mà chỉ muốn nói hội đạo An Bình chúng ta đón nhận nhiều tình thương. Hãy gìn giữ ngôi nhà này và phát huy làm đẹp hơn, nhất là phải sống thế nào để không phụ lòng và đáp lại phần nào tình thương mà chúng ta đã, đang và sẽ nhận qua việc xây dựng ngôi nhà thờ vật chất và linh thiêng trong mỗi người.
Và hiện tại ngôi nhà sứ còn lợp bằng lá, mới lộ ra mặt tiền chưa đầy 3 tuần, cần xây dựng lại. Trong quá trình thi công, có một người giáo dân đã theo xuyên suốt, hy sinh nhiều thời giờ công sức, tinh thần phục vụ cao độ, xứng đáng để Đức Cha trao phần thưởng khích lệ. Đó là ông Domenico Bùi Văn Lẫm. Xin mời ông đến để Đức Cha trao phần thưởng khích lệ và làm gương cho họ đạo. Con xin kính mời Đức Cha trao món quà, một khích lệ cho người giáo dân của họ đạo An Bình. Trọng kính Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách và toàn thể cộng đồng dân Chúa, toàn thể họ đạo An Bình hết lòng cảm ơn tất cả quý vị đã động viên giúp đỡ họ đạo trong thời gian qua và hôm nay còn hiện diện tham dự thánh lễ. Xin bỏ qua những thiếu sót hôm nay không thể tránh được. Kính chúc tất cả quý vị được an bình và gặp may mắn trong cuộc sống. Toàn thể họ đạo An Bình chân thành cảm tạ hết tình tri âm. Và giờ đây chúng con dâng những đóa hoa thắm biểu trưng tình yêu của chúng con đối với giáo hội, đối với giáo phận, và một món quà mọn kính dâng lên Đức Cha. Sau thánh lễ, họ đạo An Bình trân trọng kính mời chụp ảnh lưu niệm và chúc tất cả dùng bữa tiệc liên quan ngon miệng. Trân trọng kính chào. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất đã cho anh chị em được cùng nhau tham dự lễ cung hiến thánh đường này. Xin người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. Thiên Chúa đã muôn quy tụ bên Đức Kitô, con yêu dấu của người, mọi con cái đang tản mát bốn phương. Xin người ban cho anh chị em được trở nên đền thánh của người và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Anh chị em đã được phúc lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúc anh chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng và được cùng toàn thể các thánh hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời. Ý chúc tùng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn. Ơn phù trợ chúng ta nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn.
đời con mừng mọi.